Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Video này em cập nhật là một cái site đầu tư cổ phiếu review. Thì trước kia em đã hướng dẫn cho tất cả anh chị đăng ký nhận 1.000 cổ phiếu review miễn phí cho tất cả anh chị. Vì hệ thống em cũng có nhiều anh chị đầu tư nên em sẽ cập nhật lại một cái thông báo, là một cái tin vui cho tất cả anh chị nào dưới hệ thống của em đã đầu tư cho tất cả anh chị. Đây thì bên công ty review đã gửi về cho em một cái email và thông báo như vậy nè nghe tất cả anh chị. Rồi, cổ phiếu review tăng vào ngày 1 tháng 11, giá trị cổ phiếu review sẽ dự kiến lên là 0.05 một cổ phiếu. Thì đây thì một dự án này là lãi rất thấp nha anh chị, nên rất là uy tín và an toàn. Anh chị đầu tư cổ phiếu thì sẽ nhận về cổ tức hàng tuần từ 3-7%, nghe các anh chị, tùy theo cấp độ của tất cả anh chị. Đây thì video này em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị nạp tiền và rút tiền luôn, và hết review hết những cái tính năng cho tất cả anh chị hiểu nha. Vì sự tăng trưởng to lớn của công ty review, về chính sách thành công review sẽ cho chúng tôi trả cổ tức cho tất cả các đối tác vào tháng 12 năm 2020 ngay trong hoạt động đầu tiên của dự án. Như vậy là ngày tháng 12 năm 2020 thì tất cả anh chị và em đều có thể bán được cái cổ phiếu review nha tất cả anh chị. Review dự được một tăng vào ngày 1 tháng 1. Đăng ký vì công ty review nè tất cả anh chị, đăng ký tại Liên minh châu Âu, rồi đăng ký thêm là tổ chức các hội nghị quốc tế, dịch tài khoản cá nhân sang tiếng Bồ Đào Nha luôn các anh chị, tích lũy những cổ tức đầu tiên cho các nhà đầu tư review. Do đó vào cuối năm nay dự kiến sẽ có thêm một vài đợt tăng giá trị cổ phiếu theo kế hoạch. Mua cổ phiếu review bây giờ có nghĩa là trở thành đối tác của công ty với những điều kiện có lợi nhuận và nhận được cổ tức ngay từ tháng 12 năm 2020. Rồi để em đăng nhập vào sàn nha các anh chị. Chị chờ em chút nha. Rồi khi vào thì nó có hỗ trợ nhiều tiếng giao diện cho các anh chị, nên anh chị mình sống ở Việt Nam nên chọn Việt Nam các anh chị. Mình tiếng Anh mình không hiểu được anh chị chỉ việc đăng nhập vào anh chị. Tại video này có em hướng dẫn là không có khuyên tất cả anh chị đầu tư, nhưng mà dưới hệ thống của em cũng có rất nhiều anh chị đầu tư rồi, nên em sẽ cố gắng cập nhật dự án này luôn cho tất cả anh chị nha. Dạ em có thông báo luôn nha tất cả anh chị nào mà chưa đăng ký tài khoản review thì có thể đăng ký với một cái link của em hoặc cái link của một ai đó nha tất cả anh chị, thì anh chị sẽ nhận được 1.000 cổ phiếu review này. Hiện tại bây giờ còn đang tặng nha tất cả anh chị, tại có nhiều anh chị hỏi em còn nhận không thì em sẽ còn nhận. Anh chị cái việc đăng ký một cái tài khoản và lấy đường link affiliate của mình mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm review này các chị. Review này là cái số dư mình sau vào tháng 12 năm 2020 tất cả anh chị này có thể bán được cổ phiếu được các anh chị. Còn cái tài khoản liên kết này là cái tài khoản em đã chia sẻ cho những anh chị nào đầu tư em nhận hoa hồng, tài khoản này có thể rút được tiền các anh chị. Rồi anh chị số dư của em nè. Rồi hệ thống của em. Rồi tất cả anh chị nhấp vào 3 chữ gạch nha anh chị. Đây em hướng dẫn tất cả anh chị nạp tiền vào, anh chị bấm vào nạp tiền vào tài khoản nè. Đây thì review nó có một cái chương trình là trả lãi nha tất cả anh chị. Anh chị đầu tư 100 đô thì mỗi một tháng anh chị có thể trả 10 đô mua cổ phiếu của công ty review. Rồi anh chị chờ lót chút nha tất cả anh chị. Rồi anh chị lướt xuống, nó có hỗ trợ qua Visa, Mastercard. Thì hai cái này em biết, còn Teller này với ADI này thì em không biết. Visa thì dễ nha anh chị. Visa là một cái thẻ Visa ai cũng biết rồi, với BE em cũng biết, những này em biết hết rồi. Rồi anh chị có thể nạp vào Bitcoin nè, ETH nè, Ethereum nè, đồng DAI, đồng DOT nè. Anh chị cứ việc nhấp vào những cái đồng này, anh chị nạp tiền vào nha tất anh chị. Anh chị nhập vào thì nó có một cái địa chỉ cho anh chị, ví dụ như em nạp vào ETH đi, anh chị nhấp vào. Mẹ em hướng dẫn nhanh chậm nha tất cả anh chị. Anh chị đây muốn nạp bao nhiêu thì nhập số tiền đây, thì nhập vào một cái địa chỉ của nó nha tất cả anh chị. Thì cái nạp tiền này quá là dễ. Những anh chị nào chưa coi thì nạp mấy cái này nạp tiền quá dễ.
Sau khi tất cả anh chị mà nạp tiền vào xong thì nó có về số dư của tất cả anh chị. Rồi anh chị có thể mua review nè. Khoan, chuyển tiền hồ sơ, cổ phiếu thưởng nè. Rồi anh chị có thể bấm vào mục mua review nè, tất cả anh chị. Dạ các bạn, khoan. Thì giá cổ phiếu của công ty có kẻ giai đoạn đầu dự án thì bán là 0.04, dự kiến là tháng 11 sẽ tăng lên 0.05. đây thì tài khoản doanh nghiệp anh chị ơi, tài khoản doanh nghiệp này đầu tư nhiêu nè, tất cả anh chị có thể đầu tư vào giá $100 thì anh chị sẽ nhận được 2.500 cổ phiếu review, thanh toán trả góp là $10 cho một tháng. Thì tất cả đây xin gì mà tài khoản doanh nghiệp cũng gì anh chị. Tôi có 3.750 cổ phiếu review. Thì một giá là $150, anh chị trả theo tháng là 15 đô một tháng thì nó cứ nhân lên hoài nha tất cả anh chị. Đây là nó rất là ngon lành luôn các anh chị. Đây thì một dự án review, nó có một kênh YouTube trực tiếp hàng tuần vào nha các anh chị, và nó sẽ gửi mail về, cập nhật về hàng tuần về cho mình. Kèo này rất là ngon luôn, tại lãi thấp mà chất lượng. Rồi anh chị muốn rút tiền không các anh chị nhấp vào một rút tiền nè. Đầu tư đó thì anh chị có thể rút về USDT và USDT ERC20 nha các anh chị. Web Mini thì anh chị nhập số tiền vào rồi chọn loại tiền nè, nó có hỗ trợ USDT và Web Mini nha các anh chị. Anh chị nhập vào rồi điền số tiền, số tài khoản vào đây nha các anh chị. Rồi anh chị bấm gửi yêu cầu đầu tư anh là nó về. Đây thì em được có $9, em giới thiệu cho tất cả anh chị, không biết anh chị đầu tư thì em nhận hoa hồng. Rồi đây thì chuyển tiền này cho tất cả anh chị. Rồi tất cả anh chị chờ em một chút nha, máy tại vì trời cũng đang mưa nên em đây thì tài khoản người nhận thì anh chị muốn gửi cho người nào thì anh chị nhập cái username hả ta, cái email hay tất cả anh chị, email người nhận hay tất cả anh chị. Này em cũng chưa có gửi bên hỗ trợ bên công ty nữa. Rồi đây thì có những anh chị có gửi là cổ phiếu review nè, tài khoản liên kết là cái tài khoản anh chị giới thiệu nè, anh chị có thể gửi tiền nè, có thể gửi về tài khoản quà tặng tài khoản cá nhân nè, tài khoản quà tặng thành viên của đồng lãnh đạo quốc tế, tài khoản doanh nghiệp. Tài khoản doanh nghiệp là cái tài khoản anh chị rồi em nhắc rồi. Rồi anh chị bấm vào nút chuyển anh ta. Đây số tiền anh chị nhập số tiền vào, chết bà nhảy đâu khơi khơi vào, nhập số tiền vào anh chị bấm nút chuyển anh chị. Rồi anh chị nhấp vào. Nhà tất cả anh chị có thể khi đăng ký anh chị vào đây mà cập nhật trạng thái bấm vào trạng thái của tôi, nhưng cập nhật cái hồ sơ của mình lại đàng hoàng profile nè, anh chị đước lên nè, anh chị xác minh số điện thoại tên họ là được rồi, không cần giấy chứng minh nhân dân hồ sơ gì hết. Đây thì nó có một cái review, có một cái giấy chứng nhận các anh chị, rất là an toàn luôn cho tất cả nhà đầu tư. Đây thì em thấy một dự án này cũng khá là ok đó. Nghe tới anh chị. Giấy chứng nhận của review nữa các anh chị. Rồi, vậy video em đã hướng dẫn cho tất cả anh chị các chức năng rồi.
Vậy em cũng cảm ơn tất cả anh chị đang theo dõi và ủng hộ em trong suốt những thời gian qua nghe tất cả anh chị. Em cũng cảm ơn tất cả anh chị. Vậy em chào tất cả các anh chị. Hẹn tất cả anh chị vào những video clip tiếp theo từ em nhé. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại một cái comment với mình, sẽ trả lời cho tất cả các bạn nha.